Hôm nay là ngày 26 tháng 11. Đấy, bên mình khách qua cửa hàng và chốt luôn một mẫu A615 hàng thanh lý trưng bày luôn. Đây là cửa hàng ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Đầy đủ các mẫu ghế và phân khúc giá cho khách hàng lựa chọn. Ngay mặt đường Hai Bà Trưng, trên kia là cổng Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên. Và đây, bên này là shop thời trang Savani. Đấy, rất là gần với trung tâm. Khách qua xem và muốn mức giá tốt thì là khách lấy luôn hàng trưng bày. Và những hàng trưng bày bên mình thì đang rất là mới, tình trạng mới phải 95%. Thì bên mình bắt đầu đi ra cho khách.